Trường mầm non Shining Star đã và đang phát triển với hệ thống 3 cơ sở tại Hà Nội. Cơ sở 1, số 19 đường Tây Hồ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Cơ sở 2, số 25 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội. Cơ sở 3, ngõ 538 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội. Trường mầm non Shining Star tự hào và hân hoan chào đón tất cả các con đến để tự khám phá bản thân và trải nghiệm hạnh phúc mỗi ngày. Shining Star giảng dạy theo phương pháp giáo dục Montessori AMI với 100% giáo cụ chuẩn quốc tế nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan. Montessori hiện là phương pháp giáo dục trẻ em duy nhất trên thế giới tập trung vào việc học qua cảm giác, qua kho giáo cụ trực quan đồ sộ. Trong đó, trẻ là trung tâm, người dẫn đường, giáo viên đóng vai trò người hướng dẫn. Mỗi giáo cụ chuẩn Montessori quốc tế đều là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học kỹ lưỡng, tính toán đến từng sai số kỹ thuật để đảm bảo trẻ em có thể khám phá giáo cụ với kết quả thực hành cao nhất, từ đó tự tin vào những điều logic mà trí óc và đôi bàn tay trẻ cảm nhận được. Đội ngũ giáo viên của Shining Star được đào tạo chuyên nghiệp và bài bản, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên. 100% giáo viên nước ngoài là người bản ngữ, có bằng sư phạm mầm non. 100% giáo viên Việt Nam giao tiếp tiếng Anh tốt và có chứng chỉ Montessori quốc tế. Trong khuôn viên tại cả 3 cơ sở của Shining Star đều có bể bơi rộng 40m². Vào mùa hè, mỗi tuần một lần, trẻ sẽ được ngụp lặn trong làn nước trong mát, học bơi để rèn luyện kỹ năng sinh tồn dưới nước. Trường có diện tích 1.500m², sân chơi ngoài trời 800m² với nhiều cây xanh, hệ thống trò chơi vận động theo Montessori, giúp trẻ thỏa sức phát triển trí thông minh vận động, hình thành cảm xúc tích cực, thoát khỏi hình mẫu những đứa trẻ lồng kính ở thành thị, giúp trẻ phát triển cả vận động tinh lẫn vận động thô. Thông qua hoạt động ngoài trời, trẻ được tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên, hít thở bầu không khí trong lành, đồng thời được khám phá, thỏa mãn trí tò mò của trẻ, cũng như giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, hạn chế ốm đau. Tại Shining Star, các em đặc biệt yêu thích các hoạt động ngoài trời với các trò chơi như vận động liên hoàn, kéo co, thả diều. Qua các hoạt động vui chơi, trẻ được giao tiếp, làm quen và kết bạn với các bạn cùng trường. Với tôn chỉ, gửi yêu thương qua mỗi việc làm, các thầy cô tại Shining Star đều không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân để trở thành hình mẫu tin cậy về nhân cách, nhằm tạo dựng môi trường tích cực nhất, nơi vun trồng tuyệt vời cho các con, những em bé trưởng thành trong hạnh phúc. Hiểu được tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với trẻ nhỏ, hội đồng nhà trường đã nỗ lực hết mình để đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho các con. Các bữa ăn sử dụng 100% thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ, nuôi trồng tại trang trại riêng của trường. Nhà trường còn đặc biệt coi trọng kỹ thuật và tâm thế người chế biến. Đầu bếp của Shining Star ý thức được rằng thực phẩm sạch từ trang trại phải được xử lý lập tức và nấu nướng khoa học nhằm đảm bảo dinh dưỡng và năng lượng tốt lành cho trẻ sau mỗi buổi học tập và vui chơi. Không những thế, khi được tham gia những bữa tiệc buffet hết sức ấm áp và vui vẻ tại trường, trẻ còn học được những phép lịch sự nhã nhặn khi tham gia dự tiệc, từ đó hoàn thiện kỹ năng ứng xử cho bản thân. Sau những giờ hoạt động học tập, vui chơi bổ ích và được nạp năng lượng qua những bữa ăn ngon, trẻ được chăm sóc giấc ngủ chu đáo với những lời chúc ngủ ngon ấm áp cùng không gian ngủ tiện nghi, thoải mái. Thay cho lời kết, đội ngũ giáo viên và học sinh trường Shining Star xin bày tỏ lòng biết ơn bà Maria, người sáng lập ra phương pháp Montessori đã áp dụng thành công tại 4.500 trường ở Mỹ và 20.000 ngôi trường khác trên thế giới, trong đó có trẻ em tại hệ thống trường mầm non Shining Star.